Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta cùng đến với bài số 18, luyện tập chung một la mã phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, bìa của một quyển vở có diện tích khoảng A. Đáp án A 500 cm². Đáp án B 500 dm². Đáp án C 500 m² và đáp án D 500 mm². Như vậy, số đo thích hợp để tính diện tích của bìa một quyển vở sẽ là 500 cm². Cô khoanh đáp án A. Câu 2. Một hình vuông có cạnh 50 cm². Diện tích của hình vuông đó là một hình vuông có cạnh là 50 cm. Vậy diện tích của hình vuông đó là. Như vậy để tính được diện tích hình vuông thì cô sẽ có phép tính là 50 nhân 50. Chúng ta thực hiện nhẩm phép tính này. 5 nhân 5 thì bằng 25. Và chúng ta viết thêm hai số 0 nữa. Đơn vị ở đây sẽ là cm². Vậy thì chúng ta có đáp án A này là 25.000 cm². Như vậy đáp án A là sai. Ở đáp án B chúng ta có mm². Vậy thì đổi từ cm² sang mm² thì chúng ta sẽ nhân với 100. Vậy thì 2.500 nhân với 100 chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ? Cô nhân với 100 thì chúng ta sẽ thêm hai chữ số 0. Như vậy là cô có 250.000 mm². Như vậy trùng khớp với đáp án B, cô khoanh vào B nhé. Câu 3, số hỏi chấm 78 km², 55 hecta thì bằng bao nhiêu hecta? Vậy thì cô sẽ thực hiện đổi 78 km² sang hecta, sau đó cộng thêm 55. Từ km² đổi sang hecta thì cô sẽ nhân với 100. Vậy thì 78 nhân 100 thì bằng 7.800. Cộng với 55 thì khi này cô sẽ có là 7.855. Vậy số thích hợp để điền vào ô trống sẽ là 7.855. Đáp án là A. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Câu 4. Các dãy số đo được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là. Ở đây chúng ta sẽ có 4 số đo với 4 đơn vị đo diện tích khác nhau. Đó là km², m², dm² và mm². Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện đưa các số đo này về cùng một đơn vị đo diện tích thì chúng ta mới thực hiện được các bước như là so sánh cũng như là sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy thì cô sẽ thực hiện việc sắp xếp cũng như là đổi các đơn vị đo này ra nhé. Trước tiên cô có 12 km², 45 m², 125.700 dm² và 320 mm². Như vậy thì ở đây cô sẽ đổi sang mét vuông để chúng ta có thể dễ so sánh nhé. 12 km² đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ nhân với 1 triệu. 12 nhân với 1 triệu cô được là 12 triệu mét vuông. 45 m² chúng ta giữ nguyên này. Tiếp theo là 125.700 dm². Đổi sang mét vuông chúng ta sẽ thực hiện chia cho 100. Như vậy chúng ta chia nhẩm có kết quả bằng 1.257 m². Cuối cùng là 320 mm². Để đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ thực hiện chia cho 1 triệu. Như vậy cô sẽ viết thành phân số thập phân. Khi này cô viết được số thập phân là 0,00320 m². Ở đây chúng ta có thể gạch một số 0 đi. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé nhé. Lớn nhất sẽ là 12 triệu mét vuông. Như vậy tương ứng với đó là 12 km² sẽ được xếp ở vị trí số 1, vị trí đầu tiên đấy ạ. Cô sẽ đánh số 1 vào đây. Tiếp tục chúng ta có 1.257 m² sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Tương ứng với nó sẽ là 125.700 dm². Như vậy, đây sẽ là số đứng ở vị trí thứ hai này. Thứ ba, chúng ta sẽ có là 45 m². Và cuối cùng, chắc chắn là 320 mm² rồi. Như vậy, chúng ta cùng xem là đáp án nào sắp xếp giống như cách mà chúng ta vừa tìm được đấy ạ. Các con quan sát này, cô có đáp án A và đáp án B. Có 4 số đo mà cô đã vừa thực hiện đổi cũng như là sắp xếp. Như vậy thì ở hai đáp án này không đáp án nào sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta tìm. Như vậy chúng ta chuyển sang đáp án C và D. Ở đáp án C và D chúng ta sẽ có 4 số đo khác. Chúng ta cùng thực hiện
đổi cũng như là sắp xếp bốn số đo này nhé. Trước tiên là 1.520 ha, 0,35 km vuông, 230 decimet vuông và 52 cm vuông. Có bốn đơn vị ha này, km vuông, decimet vuông và cm vuông. Vậy thì ở đây cô sẽ đổi các đơn vị còn lại về ha nhé. Trước tiên chúng ta có 0,35 km vuông thì bằng bao nhiêu ha? Vậy thì cô sẽ viết 0,35 bằng 35 phần 100. Khi này từ km vuông đổi sang ha thì chúng ta sẽ nhân với 100. Như vậy cô sẽ thực hiện phép nhân 35 phần 100 này nhân với 100. Ở đây sẽ là mẫu số là 1. Vậy thì khi này chúng ta sẽ có là 100 và 100 đều chia hết cho nhau này. Như vậy thì sẽ còn 1. Khi này thì 35 x 1 trên 1 x 1 thì bằng 35. Vậy khi đổi 0,35 km vuông sang hecta, cô được 35 hecta. Tiếp theo, 230 decimet vuông. Đổi sang hecta thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ chia cho 1 triệu. Vậy thì từ đây chúng ta viết được số thập phân là 0,000230. Đơn vị sẽ là hecta. Ở đây thì cô có thể gạch được một số 0 đi. Tiếp tục, 52 cm vuông. Chúng ta đổi sang hecta thì chúng ta lại chia cho bao nhiêu ạ? 100 triệu bằng, chúng ta sẽ có kết quả như sau này. 0,000052 hecta. Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì sau khi đổi xong thì chúng ta sẽ sắp xếp. Chúng ta có 4 số. Vậy số lớn nhất sẽ là 1.520 ha. Tiếp theo chúng ta có 35 ha tương ứng với là 0,35 km vuông ở vị trí thứ 2. Tiếp tục còn 2 số còn lại. Vậy thì chúng ta so sánh. Ở đây là chúng ta có đến hàng phần nghìn đều là số 0 đúng chưa ạ? Đến hàng chục nghìn, ở đây cô có số 2 như vậy, tương ứng với là 230 decimet vuông là lớn nhất. 230 decimet vuông lớn hơn. Như vậy, đây sẽ là vị trí thứ 3 và cuối cùng là vị trí thứ 4. Như vậy, ở đáp án C, chúng ta có đã được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Cô sẽ khoanh vào đáp án C nhé. Chúng ta chuyển sang câu 5. Bác Sơn xây một hồ bơi trên mảnh đất có diện tích là 3,2 hecta. Biết diện tích hồ bơi chiếm 1 phần 10 diện tích mảnh đất. Vậy, diện tích hồ bơi bác Sơn xây là? Theo đề bài thì bác Sơn xây một hồ bơi trên mảnh đất có diện tích là 3,2 hecta này. Và diện tích hồ bơi thì chiếm 1 phần 10 diện tích mảnh đất đó. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm xem là 1 phần 10 này sẽ tương ứng với bao nhiêu hecta đất. Cô sẽ thực hiện phép tính là lấy 3,2 x 1 phần 10. Chúng ta cùng thực hiện phép tính này ra nháp nhé. Chúng ta sẽ biến đổi 3,2 bằng 32 phần 10 nhân với 1 phần 10 bằng 32 phần 100. Như vậy, diện tích bác Sơn làm bể bơi sẽ là 32 phần 100. Ở đây chúng ta có phân số thập phân. Vậy thì chúng ta có chuyển về được số thập phân là bao nhiêu không ạ? Chính là 0,32 và đơn vị ở đây sẽ là hecta. Ở bốn đáp án này chúng ta có decimet vuông này, mét vuông, km vuông và mét vuông. Vậy thì chúng ta sẽ phải đổi để tìm ra đáp án phù hợp nhất bằng với 0,23 hecta. Vậy thì cô đổi, trước tiên là đổi sang decimet vuông nhé. Đổi sang decimet vuông thì chúng ta sẽ thực hiện nhân với bao nhiêu ạ? 0,32 sẽ nhân với 1 triệu. Cô quay trở lại phân số là 32 phần 100 nhân với 1 triệu phần 1 bằng. Chúng ta thực hiện phép nhân 32 nhân 1 triệu sẽ bằng 32 triệu. 100 nhân 1 thì bằng 100. Khi này chúng ta sẽ thực hiện chia. 32 triệu chia 100 thì còn 320.000. Và đơn vị ở đây sẽ là decimet vuông. Ở đây chúng ta có là 3.200 decimet vuông này. Như vậy đáp án A sai. Đáp án B là 32 mét vuông. Chúng ta thực hiện đổi. Từ hecta đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ nhân với 0,32 này. Chúng ta sẽ nhân với 10.000. Tiếp tục chúng ta làm như bước ở trên thôi ạ. Đổi thành phân số là 32 phần 100 nhân với
10.000 phần 1. 32 nhân với 10.000 thì bằng 320.000. 100 nhân 1 bằng 100. Thực hiện phép chia, cô còn 3.200. Đơn vị ở đây sẽ là mét vuông. Như vậy nếu đổi sang mét vuông, cô được 3.200 mét vuông. Đáp án B là đáp án sai này. Nhưng mà chúng ta thấy đáp án D này, mét vuông và có kết quả bằng 3.200. Như vậy đáp án D là đáp án chính xác. Cô Khoanh vào D. Chúng ta chuyển sang câu số 6. Một phòng khách hình chữ nhật có chu vi là 26m, chiều dài là 8m. Người ta muốn lát nền cho căn phòng đó bằng những viên gạch hình vuông cạnh 5dm. Vậy số viên gạch đủ để lát kín nền phòng khách đó là? Chúng ta cùng phân tích đề bài với cô như sau này. Đề bài cho biết là phòng khách này có chu vi là 26m và chiều dài thì bằng 8m. Vậy chúng ta đã có chu vi, có chiều dài thì chúng ta có tiến hành đi tìm chiều rộng của phòng khách này không ạ? Để tìm được chiều rộng thì chúng ta sẽ đi tìm xem là tổng chiều dài và chiều rộng, hay nói cách khác là nửa chu vi của hình chữ nhật này, bằng cách lấy 26 chia 2 bằng 13. Vậy thì tổng chiều dài cộng với chiều rộng bằng 13 mà chiều dài bằng 8. Vậy để tìm được chiều rộng, cô lấy 13 trừ 8 bằng 5. Như vậy thì chiều dài của phòng khách này sẽ là 5m². Cô sẽ ghi tắt ở đây là chiều rộng là 5m. Như vậy thì chiều rộng của phòng khách sẽ là 5m. Tiếp theo này, người ta muốn lát nền căn phòng đó bằng những viên gạch hình vuông cạnh 5dm. Vậy số viên gạch để lát đủ nền căn phòng đó là? Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành đi tìm diện tích của căn phòng đó và tìm diện tích của mỗi viên gạch. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện lấy diện tích của căn phòng chia cho diện tích một viên gạch để tìm ra số viên gạch cần đủ để lát kín nền căn phòng đó. Ở đây hình vuông có cạnh 5dm thì chúng ta tính được diện tích là bao nhiêu không ạ? Phép tính là 5 x 5 thì bằng 25. Vậy thì diện tích của mỗi viên gạch men sẽ là 25dm². Còn diện tích của căn phòng đó có chiều dài là 8m, chiều rộng là 5m, chúng ta vừa tìm được. Diện tích sẽ là 8 x 5 bằng 40m². Chúng ta thấy là ở đây đang chưa thống nhất về đơn vị này. Như vậy cô sẽ đổi mét vuông sang dm². Chúng ta cùng viết ra nháp nhé. Diện tích căn phòng chúng ta tìm được là 8 x 5 bằng 40. Và đơn vị ở đây sẽ là mét vuông. Và chúng ta cần phải đổi sang dm² bằng nhân với 100 thì bằng 4.000dm². Như vậy, căn phòng này có diện tích 4.000dm² mà diện tích mỗi viên gạch chúng ta tìm được là 25dm². Vậy thì từ đây chúng ta sẽ đi tìm được số viên gạch để lát kín căn phòng đó. Phép tính sẽ là diện tích của căn phòng 4.000 chia cho diện tích của một viên gạch là 25. Chúng ta thực hiện phép chia này. 40 chia 25 thì được 1 lần. 1 x 25 bằng 25. 40 trừ 25 bằng 15. Cô hạ tiếp số 0. 150 chia 25 được 6 lần. 6 x 25 bằng 150. 150 trừ đi 150 thì bằng 0. Hạ 0. 0 chia 25 được 0 lần. 0 x 25 bằng 0. 0 trừ 0 vẫn bằng hết. Như vậy, phép chia này là phép chia hết và có kết quả bằng 160. Và đây cũng chính là số viên gạch mà chúng ta cần tìm. Như vậy, cô Khoanh vào đáp án là C, 160 viên gạch. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang phần 2 la mã, phần tự luận, bài 1, số hỏa chấm. Chúng ta sẽ thực hiện điền số thích hợp vào các ô trống này sao cho hai vế có kết quả. Chúng ta sẽ thực hiện điền các số thích hợp vào ô trống này. Như vậy thì cô sẽ thực hiện các bước đổi. Đầu tiên, 1,17 km² thì bằng bao nhiêu mét vuông? Từ km vuông chuyển sang mét vuông thì chúng ta sẽ nhân với 1 triệu. 1,17 nhân với 1 triệu. Cô sẽ viết phép tính này ra nháp này. Vậy thì chúng ta sẽ viết được 1,17 bằng 117 phần 100 nhân với 1 triệu phần 1. Chúng ta nhân trực tiếp vào luôn nhé. 117 nhân với 1 triệu thì sẽ bằng 117 triệu phần 100. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là cô gạch đi 2 chữ số 0 nếu chia hết cho 100. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là
1.170.000. Cô điền vào ô trống này. Tiếp theo này, 640 ha thì bằng bao nhiêu mét vuông? Từ ha đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ thực hiện nhân với 10.000. Vậy thì kết quả của cô sẽ bằng 6.400.000 mét vuông. Chúng ta cùng chuyển sang các câu tiếp theo nhé. Tiếp theo này, 234 ha bằng bao nhiêu km vuông? Từ ha đổi sang km vuông thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho 100. Vậy thì 234 chia 100, cô sẽ viết thành phân số. Phân số thập phân thì chúng ta viết được thành số thập phân là bao nhiêu ạ? 2,34. Như vậy cô sẽ điền vào ô trống là 2,34. Tiếp theo, 7 km2, 4.250 m2 bằng bao nhiêu decimet vuông? Vậy thì chúng ta sẽ cần đổi 7 km2 bằng bao nhiêu decimet vuông? Sau đó chúng ta tiếp tục đổi 4.250 m2 thì bằng bao nhiêu decimet vuông? Rồi chúng ta cộng hai kết quả đó với nhau. Trước tiên, 7 km2 đổi sang m2 chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Từ km vuông chúng ta đổi sang m2 thì chúng ta sẽ nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 1 triệu. Nhưng ở đây chúng ta đổi sang decimet vuông thì sẽ thêm hai chữ số 0 nữa. Như vậy là chúng ta sẽ nhân với 100 triệu và bằng 700 triệu. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện đổi 4.250 m2. Đổi sang decimet vuông thì chúng ta sẽ nhân với 100 và kết quả bằng 425.000. Khi này cô sẽ thực hiện cộng 700 triệu với 425.000. Kết quả sẽ bằng 700 triệu 425.000. Cô điền vào ô trống. Tiếp theo, 5.060 decimet vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Từ decimet vuông đổi sang mét vuông thì chúng ta tiếp tục chia cho 100. Vậy thì cô sẽ viết thành phân số thập phân là 5.060 phần 100. Vậy từ đây thì chúng ta viết được số thập phân đó chính là 50,60. Ở đây cô gạch được một chữ số 0 cuối cùng. Như vậy sẽ là 50,6. Cô điền vào ô trống. Ở ý tiếp theo chúng ta có 8m2 75cm2 bằng ô trống mm2. Vậy đây, 8m2 75cm2 sẽ bằng 8m2 cộng với 75cm2. Và đây chúng ta sẽ đổi đơn vị mét vuông về mm2 và cm2 về mm2. Vậy chúng ta có 1m2 sẽ bằng 1.000.000 mm2. Vậy 8m2 sẽ bằng 8 nhân với 1.000.000 mm2 và bằng 8.000.000 mm2. Tiếp tục chúng ta có 1cm2 sẽ bằng 100mm2. Vậy 75cm2 sẽ bằng 75 nhân với 100mm2 và bằng 7.500mm2. Tiếp theo chúng ta sẽ cộng hai số đo này lại với nhau. 8 triệu cộng với 7.500, cô sẽ thu được kết quả là 8.007.500. Và đơn vị ở đây chính là mm2. Vậy 8m2 75cm2 sẽ bằng 8.007.500mm2. Chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2, điền dấu lớn hơn bé hơn bằng vào ô trống. Ở bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện so sánh kết quả của hai vế. Phép so sánh đầu tiên, 1/10m2 và 5dm2 nhân 2. Vậy thì cô sẽ thực hiện tính phép tính ở vế bên phải trước nhé. 5dm2 nhân 2 thì sẽ bằng 10dm2. Khi này thì chúng ta thấy là đơn vị đo đang chưa thống nhất. Vậy chúng ta sẽ đổi. Ở đây cô sẽ đổi 1/10m2 bằng bao nhiêu dm2. Vậy thì cô sẽ lấy 1/10 nhân với 100. 1/10 nhân với 100. Vậy cô sẽ viết là 100/1. Khi này chúng ta sẽ có là 100/10. Và kết quả sẽ bằng 10. Như vậy nếu đổi ra dm2, cô được 10dm2. Khi này chúng ta sẽ điền dấu gì ạ? Bằng 10dm2 bằng 10dm2. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu thứ hai. 4km2 so sánh với 720 ha chia 2. Vậy thì chúng ta cùng làm phép tính ở phía bên phải trước nhé. 720 ha chia 2. Cô sẽ lấy 720 chia 2. 7 chia 2 bằng 3, viết 3 này. 3 x 2 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1, hạ 2. 12 chia 2 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, trừ đi còn 0, hạ 0. 0 chia 2 bằng 0, 0 x 2 bằng 0 và trừ đi thì cũng bằng 0. Vậy thì đây là một phép chia hết có kết quả bằng 360 ha. Khi này thì chúng ta sẽ thực hiện đổi để đưa về cùng một đơn vị đo.
Vậy thì cô sẽ đổi 4 km² bằng hecta. Từ km² đổi sang hecta thì chúng ta nhân với 100. Vậy thì 4 x 100 thì bằng 400 hecta. 400 hecta so sánh với 360 thì 400 sẽ lớn hơn, cô điền dấu lớn hơn nhé. Tiếp theo, 320.000 mm² so sánh với 960 cm² chia 3. Vậy thì cô sẽ thực hiện phép chia trước. 960 chia 3. 9 chia 3 bằng 3 này. 3 x 3 bằng 9 và trừ đi thì còn 0. Hạ 6. 6 chia 3 bằng 2. 2 x 3 bằng 6 trừ đi bằng 0. Hạ 0. 0 chia 3 bằng 0. 0 x 3 bằng 0 và trừ đi thì còn 0. Vậy thì kết quả phép tính này sẽ là 320 đơn vị cm vuông. Tiếp theo cô sẽ đổi 320.000 mm² bằng bao nhiêu cm vuông. Từ mm vuông cô đổi thành cm vuông thì chúng ta sẽ thực hiện phép chia cho 100. Như vậy kết quả đó sẽ là 3.200 cm². Khi này chúng ta cùng so sánh. Như vậy 3.200 cm² so sánh với 320 cm² thì chúng ta sẽ đền dấu lớn hơn. Tiếp theo, 5 hecta 9.000 m² và 15.000 m² nhân 4. Vậy thì cô sẽ thực hiện phép tính ở về bên phải trước. 15.000 m² nhân 4. Vậy chúng ta sẽ nhẩm 15 nhân 4 trước nhé. 15 nhân 4 bằng 4 nhân 5 bằng 20, viết không nhớ 2 này. 4 nhân 1 bằng 4 cộng 2 bằng 6. Khi này chúng ta có 15 nhân 4 bằng 60. Tiếp tục chúng ta viết thêm 3 chữ số 0. Như vậy, kết quả bằng 60.000 m². Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đổi 5 hecta 9.000 m² bằng bao nhiêu mét vuông nhé. 5 hecta đổi sang mét vuông thì chúng ta sẽ thực hiện nhân với 10.000. Như vậy sẽ bằng 50.000. Vậy thì 50.000 này cộng với 9.000 sẽ bằng 59.000. Đơn vị sẽ là mét vuông. Khi này chúng ta so sánh được là 59.000 sẽ bé hơn 60.000. Cô điền dấu bé hơn. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Bài số 3 đề bài như sau này. Bác Tư dự định mua gỗ, ốp và tường. Loại gỗ bác chọn giá 250.000 đồng cho mỗi mét vuông. Bức tường bác cần ốp có dạng hình vuông cạnh 6 mét. Hỏi bác Tư cần chuẩn bị bao nhiêu tiền mua gỗ đủ để ốp kín bức tường đó. Chúng ta cùng phân tích đề bài nhé. Đề bài cho biết bác Tư đang có dự định mua gỗ để ốp vào tường. Và loại gỗ mà bác mua thì có giá là 250.000 đồng cho mỗi mét vuông. Bức tường mà bác cần ốp thì có dạng hình vuông và cạnh là 6 mét. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cần đi tìm diện tích của bức tường đó. Diện tích của bức tường hình vuông đó có cạnh là 6 mét. Vậy thì chúng ta nhẩm được xem là diện tích của bức tường là bao nhiêu không nhỉ? 6 x 6 bằng 36 m². Sau khi tìm được diện tích của bức tường thì chúng ta sẽ đi tìm xem là nếu mà bác ốp gỗ kín bức tường đó thì bác cần bỏ ra bao nhiêu tiền để mua gỗ. Dựa vào dữ liệu là 250.000 đồng cho mỗi mét vuông. Như vậy để tìm được số tiền mà bác Tư cần chuẩn bị để mua gỗ ốp kín tường đó thì chúng ta sẽ lấy số tiền của 1 m² gỗ là 250.000 đồng nhân với diện tích mà chúng ta vừa tìm được, đấy chính là 36 đấy ạ. Vậy thì bài toán này chúng ta sẽ có hai bước tính. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm xem là diện tích bức tường cần ốp là bao nhiêu nhé. Phần bài giải. Lời giải đầu tiên, diện tích bức tường cần ốp là phép tính sẽ là 6 x 6, đơn vị là mét vuông. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đi tìm xem là bác Tư cần chuẩn bị số tiền mua đủ gỗ để ốp kín bức tường đó là bao nhiêu nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm xem là bác Tư cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua đủ số gỗ để ốp kín bức tường đó. Vậy thì lời giải của cô như sau. Số tiền bác Tư cần chuẩn bị để mua gỗ đủ để ốp kín bức tường đó là phép tính 250.000 x 36 bằng, chúng ta sẽ thực hiện phép tính này ra nhé như sau. Đầu tiên thì cô sẽ lấy 25 nhân với 36 này. 6 x 5 bằng 30, viết không nhớ 3. 6 x 2 bằng 12, cộng 3 bằng 15. Tiếp tục, 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, cộng 1 bằng 7. Chúng ta cùng cộng 2 tích với nhau. Kết quả bằng 0 này.
5 cộng 5 bằng 0 nhớ 1, 1 cộng 7 bằng 8, cộng thêm 1 bằng 9. Như vậy, 25 nhân 36 bằng 900. Chúng ta thêm tiếp tục 4 số 0 nữa. Vậy kết quả sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 900 này thêm 4 số 0. Như vậy sẽ là 9 triệu. À, như vậy thì để ốp kín bức tường đó, bác Tư sẽ cần chuẩn bị là 9 triệu đồng. Chúng ta đáp số nhé. Đáp số 9 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 4. Bài 4 đề bài như sau này. Nhà Thảo có một mảnh vườn với kích thước như hình vẽ. Tính diện tích mảnh vườn nhà Thảo. Chúng ta cùng xem hình vẽ. Cô có hình vẽ như sau và có các số đo đi kèm, đúng chưa ạ? Vậy thì làm sao để thực hiện tính diện tích của hình vẽ này ạ? À, chúng ta sẽ chia hình. Cô sẽ chia hình vẽ này thành hai hình chữ nhật. Hình chữ nhật đầu tiên có chiều dài là 15m, chiều rộng là 5m. Hình chữ nhật thứ hai có chiều rộng là 10m này và chiều dài là 11m. Vậy thì chúng ta sẽ tính diện tích hai hình chữ nhật này, sau đó cộng kết quả lại với nhau để tìm được ra diện tích mà của cả hình này tương ứng với diện tích mà mảnh vườn của nhà Thảo. Ở bài toán này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để tìm ra diện tích mảnh vườn này. Chúng ta có thể chia hình bằng cách khác, đó là cách sau này. Cách thứ hai cô có thể chia hình, cô sẽ chia như thế này. Như vậy chúng ta vẫn có hai hình chữ nhật. Nhưng nếu chia hình như thế này thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm xem là chiều rộng của hình chữ nhật bé này và chiều dài của hình chữ nhật này. Như vậy chúng ta sẽ cần có thêm hai bước tính nữa để tìm được diện tích mảnh vườn của nhà Thảo, đúng chưa ạ? Như vậy thì đối với cách chia hình ở cách 1 của cô là cách ngắn gọn nhất để chúng ta có thể làm bài. Phần bài giải cô sẽ trình bày như sau. Bài giải, trước tiên thì chúng ta sẽ đi tìm diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 15m và chiều rộng là 5m. Ở đây thì nếu như chúng ta thấy là lời giải dài quá thì các con có thể đặt tên cho hình vẽ. Ví dụ như là hình chữ nhật 1, hình chữ nhật 2 hoặc hình chữ nhật A, hình chữ nhật B cũng được nhé. Sau đó thì chúng ta thực hiện phép tính nhân. Chiều dài là 15m, chiều rộng là 5m, phép tính 15 x 5 bằng 75, đơn vị là mét vuông. Tiếp đó chúng ta sẽ thực hiện tính diện tích hình chữ nhật còn lại. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 11m, chiều rộng 10m là 11 x 10 bằng 110 mét vuông. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cộng diện tích của hai hình mà chúng ta tìm được, chính là diện tích của mảnh vườn nhà Thảo. Phép tính 75 cộng 110 bằng 185 mét vuông và đáp số là 185 mét vuông. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Bài 5 đề bài như sau này. Bức tranh từ 10 mảnh ghép. Trong đó có 9 mảnh ghép hình chữ nhật có chiều dài bằng 75mm và chiều rộng bằng 50mm. 9 mảnh ghép còn lại đều có dạng hình vuông với độ dài cạnh là 25mm. Tính diện tích của bức tranh mà bạn Linh ghép được. Chúng ta phân tích đề bài này. Đề bài cho biết là bức tranh này thì có 10 mảnh ghép và có một mảnh ghép là hình chữ nhật, còn 9 mảnh ghép lại là hình vuông. Vậy mảnh ghép hình chữ nhật thì có kích thước là chiều dài bằng 75mm, chiều rộng 50mm và 9 hình vuông thì có cạnh là 25mm vuông. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm xem là diện tích của mảnh ghép hình chữ nhật bằng bao nhiêu mm vuông ạ. Cô sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Sau đó chúng ta đi tiếp tục đi tìm diện tích của một mảnh hình vuông. Theo đề bài thì mảnh ghép hình vuông có cạnh là 25mm vuông. Vậy thì phép tính để tìm diện tích của một mảnh hình vuông sẽ là 25 nhân với chính nó là 25 đấy ạ. Sau khi tìm được diện tích của một mảnh hình vuông, chúng ta sẽ nhân với bao nhiêu? Nhân với 9 để tìm ra 9 mảnh ghép này. Rồi chúng ta sẽ thực hiện cộng diện tích của một mảnh ghép hình chữ nhật và diện tích của 9 mảnh ghép hình vuông mà vừa tìm được với nhau để tìm ra diện tích của toàn bộ bức tranh này là bao nhiêu nhé. Ở bài toán này cô sẽ chia làm 4 phép tính cũng như là 4 bước giải rõ ràng để chúng ta có thể hiểu. Bài giải của cô trình bày như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm diện tích một mảnh ghép hình chữ nhật là chiều dài 75mm, chiều rộng 50mm. Vậy phép tính sẽ là 75 x 50 bằng 3750mm vuông. Tiếp tục diện tích của một mảnh ghép hình vuông là
Hình vuông thì có cạnh là 25 mm. Vậy thì phép tính sẽ là 25 nhân 25 bằng 625 mm vuông. Sau khi tìm được diện tích của một mảnh ghép hình vuông thì chúng ta sẽ nhân với 9 để tìm xem là diện tích của 9 mảnh ghép hình vuông này là bao nhiêu ạ. Diện tích một mảnh này nhân với 9, 625 nhân 9 bằng 5625 mm vuông. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện cộng diện tích của một mảnh ghép hình chữ nhật và 9 mảnh ghép hình vuông để tìm ra diện tích của bức tranh mà Linh ghép được là bao nhiêu. Kết quả bằng 9375 mm vuông. Và đáp số. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các bài tập trong bài số 18 này. Và cô hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo. Chúng ta cùng chữa các bài tập lần sau nhé.